phía Phương Anh nghi vấn sắp ra mắt MV mới, kêu gọi cả nhãn hàng kem trộn tài trợ. Đầu năm 2021, phía Phương Anh bất ngờ lấn sang con đường ca hát chuyên nghiệp bằng ca khúc mang tên Cắm sừng ai đừng cắm sừng em và Cánh bướm dối gian. Cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng cùng lời khẳng định, khán giả sẽ thấy sự dung hòa giữa âm nhạc và thời trang một cách thú vị của tôi. Tuy nhiên, màn lấn sân của phía Phương Anh không mấy khả quan cho lắm. Sản phẩm đầu tiên sau khi lên sóng làm dấy lên những tranh cãi trái chiều khi đa số ý kiến đều cho rằng đây là thảm họa phi bóp với ca từ nhảm nhí. Dù lúc dư luận vẫn còn chưa yên, dân mạng lại tiếp tục hoang mang trước nghi vấn phía Phương Anh lại sắp ra mắt ca khúc mới. Theo đó, trong một hội nhóm dành cho các nhãn hàng thường được các ekip mời chào tài trợ quảng cáo cho các sản phẩm, một người được cho là đại diện của ekip phía Phương Anh có bài đăng gây chú ý. Theo đó, người này viết: "Hai mọi người, em thay mặt cho người anh Mr. H, quản lý của phía Phương Anh, mà dặn hỏi có nhãn hàng nào quan tâm và muốn hợp tác truyền thông cùng phía Phương Anh cho MV sắp tới không ạ?" Tháng sau, phía Phương Anh lại cho ra lò siêu phẩm tiếp theo, MV xịn sò, miễn phí tương tác luôn ạ. Concept nghiêm túc, nhẹ nhàng, tình cảm. Nghe tên MV thôi là biết đạt mấy triệu view ngày đầu ra mắt rồi. Chưa hết, trên trang cá nhân người này còn đăng một status mời chào khác rằng: "Nhãn hàng có sản phẩm nhưng chưa có name, thay vì phải thuê cả đội seeder, viết content, làm video rồi ném cả đống tiền vào JS, hãy join ngay vào MV của phía Phương Anh để nhận về cả rổ tương tác đi. Thương hiệu mỹ phẩm spa lăn nách kem trộn giá bình dân cực kỳ phù hợp cho MV này." Ngay dưới bài đăng trong hội nhóm, lập tức rất nhiều người khuyên ngăn rằng đừng ai tài trợ cho cô ca sĩ này. View ca thật nhưng các nhãn hàng chọn tài trợ ca sĩ như này giống như đánh bạc kiểu tự hủy. Nếu ai còn nghĩ dùng tài tiếng để nổi như phía Phương Anh thì kiểu gì nhãn hàng đó cũng bị tẩy chay. Cứ bút thử đi xem bán nhiều hàng hơn không hay bị tẩy chay. Hay, đoán các bạn chắc cũng đã lên hết ý tưởng concept và audio rồi. Cơ mà có một góp ý xíu là phía Phương Anh có giọng không được khỏe, nói thẳng ra là thực sự yếu. Mình biết team cũng chọn đi đường vòng bằng việc làm màu sắc MV kiểu K-pop, lời nhạc 102 và làm challenge. Tuy nhiên, cách này không thực sự có hiệu quả về lâu dài. Phương Anh đi từ cái nôi làm người mẫu, vậy làm ơn hãy tự dụng điểm tốt này vào MV. Đừng để phí cái danh hiệu quán quân The Face bằng những lời nhạc kiểu như này quý ông bướm bướm nữa. Hiện nhiều người vẫn tỏ ra nghi vấn liệu người đăng tải bài viết kể trên có phải là thành viên thực sự của ekip phía Phương Anh hay không. Nếu là thật thì có vẻ như cô nàng sẽ tiếp tục hứng trọng bào chỉ trích trong thời gian tới. VIP, trước đó, trong 24 giờ ra mắt MV Cánh bướm dối gian, phía Phương Anh cũng đã hí hửng chia sẻ bản thành tích mà MV này mang về trong ngày đầu tiên ra mắt. Đây là một việc làm thông thường mà đại đa số các ekip nghệ sĩ đều thực hiện, nhất là trong mốc thời gian 24 giờ đầu, như một cách thông báo về sức hút và thành tích của sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt. Giống như các bản thành tích truyền thống khác, phía Phương Anh đã tự hào liệt kê nào đạt top 12 trending YouTube, lượt view real time đạt 1 triệu, thăng 1 hot 14 real time, 13 triệu view trên TikTok, 14.000 lượt like và 21.000 lượt bình luận. Chỉ trừ một điều đi nhất, phía Phương Anh tiện thể khoe luôn cả lượt dislike đạt con số 34.000, điều chưa từng có bất kỳ ekip nghệ sĩ Việt nào từng thực hiện khi đăng tải bản thành tích tương tự. Vì công khai lượt dislike đang ở con số gấp 2,5 lần lượt like chỉ trong ngày đầu ra mắt, khán giả thắc mắc không biết ekip chứng tỏ điều gì. Dislike chẳng có gì đáng tự hào, cũng chẳng phải một thành tích nên liệt kê vào như một chiến tích rực rỡ thế kia. Đối với các nghệ sĩ khác, việc không nhắc đến lượt dislike ở bản thành tích 24 giờ là một quy tắc ngầm ai cũng tuân theo, cũng chính là tự bảo vệ danh tiếng của chính mình. Thế nhưng với ekip phía Phương Anh thì có vẻ con số này như một chiến công nên chẳng ngại công khai luôn con số dislike này cho đầy đủ. Khán giả và hẳn các nghệ sĩ nghiêm túc làm nghề khác nếu nhìn vào không biết phải phản ứng ra sao với trường hợp này. Đây chẳng phải là lần đầu tiên phía Phương Anh và ekip của cô nàng tự tin đem lượt dislike đi khoe khắp bàn dân thiên hạ. Trước đó, với MV tribute Cắm sừng ai đừng cắm sừng em, nhằm kỷ niệm 5 ngày ra mắt, ekip phía Phương Anh cũng thiết kế bản thành tích tương tự với lượt dislike hiển thị là 45.000, gấp đôi lượt like 23.000.